Làm bài xong chưa mà chơi vậy hả? Con chào cô. Con chơi một chút rồi một hồi làm cũng được mà. Nhớ nghe chưa? Một lát mấy bạn kiểm tra đó. Mấy đứa làm bài đi. Ê ê ê mấy bạn, nói nghe nè. Cô muốn coi búp bê của cô mình gửi từ bên Mỹ về không? Cho coi với. Đi 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 đi. Ôi dạ. Chú xin lỗi, con có sao không? Dạ không. Ủa? Chứ con bị sao phải bó bột vậy? Dạ con bị trực chân nhưng mà không sao đâu chú. Ờ à. Nè, mấy bạn có thấy con búp bê này đẹp không? Đó, đẹp quá à. Váy của nó bự không? Cái này á, Việt Nam chưa có bán đâu nha. Cô mình gửi từ bên Mỹ về đó. Wow. Đó. Tóc nó đẹp chưa? Wow, đẹp quá à. Mày nói ai đẹp vậy? Mình thấy con búp bê đẹp quá à. Mày nói cái câu đó là dư thừa rồi. Chuyện quan trọng nhất là bây giờ mày đi ra khỏi phòng. Mày định đứng đây canh me để chôm hả? Không phải đâu. Cho mình xin ôm một cái được không? Vậy mày nghĩ coi câu trả lời của tao là có hay là không? Chắc là không rồi hả? Mày quá giỏi, mày quá xuất sắc. Mày rất là hiểu ý tao luôn. Vậy thì mày biến đi nghe con. Cái gì vậy? Dạ. Có chuyện gì vậy con? Dạ không sao đâu cô. Không sao. Ê Thảo với Trâm có đẹp không? Mấy đứa làm cái gì mà ồn ào vậy hả? Để làm chi? Học bài xong chưa mà chơi búp bê vậy con? Con chơi chút làm cũng được mà. Không có chơi gì hết á. Nè, con xin lỗi mấy con nha. Không có la. Mẹ để con búp bê trên này nè. Học xong rồi mẹ mới cho chơi. Mình không biết bản chất của mình có phải là đồ chôn chĩa như lời Lam Chi nói không. Nhưng đây là nhà của Lam Chi. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của bạn ấy. Mình chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn lén mà thôi. Tâm Anh. Dạ chú. Con làm gì đứng thân thờ vậy? Không có gì đâu chú. Đừng có la nữa mà. Không. Đừng có la nữa. Không. Thôi. Hiệp đi. Để cho mẹ giải quyết. Mình đã nói mình không có lấy rồi mà. Cái miệng của mày còn leo lẻo tao nữa. Trời ơi, ồn ào quá. Anh làm ơn bước nó lên lầu giùm em đi. Đi quá à. Đi, đi. Con nhỏ này thiệt tình á. Chơi trò chơi, dục tùm lum la giờ đi kiếm. Đã bàn không? Dạ. Dạ con búp bê lại cho nó. Cái gì liên quan tới con? Con lấy với ai nữa? Sao con biết được? Trong cái nhà này là con hay chọc ghẹo nó nhất đó. Trả đi. Không phải là con đâu. Chị, làm gì muốn búp bê hả? Em có thấy con búp bê của cô Tâm gửi về cho Lam Chi không? Mất tiêu rồi mà nó thích con búp bê đó lắm. Em không thấy, em để đâu mà mất? Chị để trên kệ cao trong phòng đó đó. Mà bây giờ không có thấy nữa. Trên kệ cao hả? Em khẳng định thủ phạm lấy búp bê là một đứa bé. Chị nói á là chị để con búp bê ở trên kệ cao đúng không? Ừ. Chị vô chị nhìn đi.
Thủ phạm lấy ghế bắt lên chị lấy cái búp bê. Bây giờ nghe ba hỏi nè, con nhớ kỹ ra coi, trước khi con búp bê bị mất á, con để nó ở đâu? Con đã nói là trên cái kệ, cái kệ, cái ê kệ nặng kệ, mặc kệ con luôn đi. Trước khi mất, con búp bê đã nằm ở trên kệ, có nghĩa là nó không nằm ở dưới kệ. Trời ơi, bỏ tay. Nếu mà con lấy thì cần gì phải cái ghế này? Ghế là lấy được rồi mẹ. Nếu như người lấy là con nít, vậy thì ai ta? Không phải em con đâu cô. Tâm Anh không phải là đứa tùy tiện đụng vào đồ của người khác đâu cô. Mọi người hãy để vụ án này cho tôi. Em à, hả? Anh đã biết ai là hung thủ lấy cắp con búp bê rồi. Ai? Con búp bê vốn dĩ được đặt ở trên kệ, và người muốn lấy được nó phải với tới cái kệ này. Dựa trên nguyên lý đó thì người lấy cắp con búp bê không ai khác, đó chính là con của con trai. Người ta đã qua cái đoạn đó lâu lắm rồi ba. Mọi người đã kết luận thủ phạm là con nít. Sao hả? Con nít? Sao? Nếu như thủ phạm là con nít, vậy thì là ai ta? Ủa, chưa tìm được búp bê hả chị? Dạ, alo. Dạ, cho hỏi có phải là mẹ của bé Trâm không ạ? Dạ, chào chị. Dạ, tôi là mẹ của bé Lâm Chi. Chị có thể cho tôi gặp bé Trâm nói chuyện xíu được không chị? Dạ, em cảm ơn. Em, theo anh thấy á, thì trong cái vụ án này... Trâm hả con? Cô là mẹ Lâm Chi nè. Hồi nãy á, con có qua nhà cô chơi, con nhớ không? Con cho cô hỏi này xíu nha. Hồi nãy lúc mà con ở đây chơi, lúc con đi về á, con có còn thấy con búp bê ở trên kệ không con? Dạ con còn thấy. À, vậy hả? Cô biết rồi, cô cảm ơn con nha. Em, theo anh á thì... Chị, trong... chuyện giờ sao hả chị? Câu chuyện là như vậy nè. Hồi nãy á, Lâm Chi nó có hai đứa bạn tới đây chơi. Một đứa tên là Thảo thì nó về nửa chừng rồi. Còn đứa đó là bé Trâm là hồi nãy mà chị mới gọi điện thoại nè. Nó nói mà cái lúc nó đi về á thì nó còn thấy con búp bê trên kệ mà. Nếu nói như vậy thì bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê rồi. Có khi nào con bé Trâm nó nói dối không ta? Bây giờ mình làm phương pháp loại trừ nha. Mình sẽ chứng minh bé Thảo không phải là hung thủ. Trường hợp thứ nhất, nếu như bé Trâm là thủ phạm thì bé Thảo chắc chắn không phải là hung thủ lấy búp bê. Trường hợp thứ hai, nếu như bé Trâm không phải là thủ phạm và việc nó khai với chị sau khi bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, chứng tỏ là chẳng khác nào nó nói như vậy. Nó nói nó là hung thủ, đúng không? Cho nên khi mà bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, đó là điều chính xác. Cho nên hai trường hợp trên mình đều loại trừ là bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê. Nếu nói như vậy, có khi nào con bé Trâm mới là hung thủ lấy con búp bê không? Cái này thì em không biết, phải để em coi. Cậu ba, anh đã biết được cái thủ phạm là ai rồi. Cái thủ phạm không ai khác, đó chính là một đứa con nít. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao anh biết được đúng không? Đây, chính cái ghế này đã tố cáo tên thủ phạm đó. Tại sao? Tên thủ phạm là một đứa con nít, cho nên không thể nào giơ tay lấy được con búp bê để trên đây. Nên hắn đã bắt cái ghế giơ lên và lấy con búp bê. Trong lúc giơ lên lấy, hắn còn cầm cái bánh ăn, làm rớt cái bánh nữa. Cái chuyện này ai cũng biết hết trơn rồi đó. Cậu biết rồi hả? Trời, nó muốn chết mà mặc đồ trùm kín mít vậy hả? Trời, nó giống trình thám. Thôi đi, tránh ra cho thằng sĩ nó điều tra kìa. Cậu ba,
chỉ là bánh bông lan thôi. Được, em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Không biết chú có tìm ra thủ phạm không nữa. Hung thủ là người mang đôi dép này. Sao em biết? Sao em biết? Trên ghế trong phòng có một bánh dùng, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh dùng, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy con búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh dùng. Nhưng mà ai là người đã mang cái đôi dép này ta? Không lẽ là con bé Trâm? Là con bé về sau cùng á hả? Ừ. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Ôi dạ. Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Con có sao không? Dạ không. Ủa? Chân con bị sao phải bó bột vậy? Dạ con bị trực chân nhưng mà không sao đâu chú. Chân đang bó bột cho nên con bé đó không thể mang dép được. Cho nên có thể kết luận bé đó không phải là hung thủ. Như vậy thì ai mới là người thật sự mang đôi dép này ta? Cô nghi ngờ Tâm Anh hả cô? Em con không có lấy đâu cô. Tuy là tụi con có nghèo thiệt, nhưng mà từ nhỏ Tâm Anh không có tính tham lam. Nếu như mà Tâm Anh là thủ phạm thì tụi con sẽ tự động đi ra khỏi nhà. Mẹ mẹ, đuổi tụi nó đi mẹ. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi nó. Thôi, cho nó lấy. Im lặng đi cho mẹ giải quyết nè. Hay là cái con nhỏ này ta chơi búp bê xong rồi quên nó đâu đó, mất rồi đúng không? Tự nhiên đi để thừa con ruột của mình. Con làm gì vậy? Tất cả nghi ngờ đều hướng về mình. Mình không biết phải làm sao. Cũng may là lúc đó trời ơi, nó kìa. Đâu đó? Đây nè. Đúng là nó rồi. Cuối cùng thì tôi là người đã tìm được ra. Trời ơi, con búp bê ở đây nè. Thưa con, nhỏ này. Vậy mà nãy giờ cứ la làng lên, hư quá đi à. Con đó, liên lụy người vô tội kia kìa. Đừng có đánh con. Xin lỗi người ta đi. Không. Tâm Anh, qua đây. Mẹ kia xin lỗi người ta nghe không vậy? Tại sao con phải xin lỗi nó chứ? Bây giờ con muốn xin lỗi hay là ăn đòn hả? Rồi. Xin lỗi thì đàng hoàng, lớn tiếng lên. Xin lỗi. Người ta mà hư đốn gì vậy hả? Lớn tiếng như vậy đó hả? Không đánh cậu được mà. Tâm Anh, cô xin lỗi hai chị em con nha. Thôi thôi mà đừng khóc nữa mà. Ba tìm được con búp bê rồi đó. Bây giờ có ăn đòn nữa hay không hả? Để đó anh. Ba tìm được con búp bê rồi. Con thấy ba giỏi ghê chưa? Nha cây gốc. Không biết sống sao chứ chưa đâu. Chú, bộ chú còn con lấy gì hả? Không cần đâu, con cứ nằm đi. Chú lấy đồ cho ra liền à? Dạ, thôi. Bây giờ con cũng phải xuống dưới dọn dẹp rồi. Con chào chú. Tâm Anh à, Tâm Anh ơi. Dạ. Dạ chú gọi con. Đi vô phòng, chú nhờ chút. Dạ. Cái này là cái gì vậy chú? Quà của con á. Dạ. Con mở ra coi đi. Cảm ơn chú. Không có búp bê giống của Lam Chi cho nên chú mua tạm cái này. Dạ không sao đâu chú, đẹp lắm á. Nhưng mà sao chú lại tặng cho con? Tại sao con giấu búp bê của Lam Chi? Chú đã nhìn thấy những sợi lông được khăn choàng dính búp bê của Lam Chi.
giống như chị Long đang choàng trong phòng của con. Hai chị Long đều hoàn toàn giống nhau. Vậy là chú đã phát hiện ra tất cả. Mình chính là người đã giấu búp bê của Lam Chi. Khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Trên ghế trong phòng có một bánh vụn, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh vụn, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy cái búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Con rất ghét Lam Chi. Tất cả mọi thứ đều là của bạn ấy, còn con không có gì hết. Đã vậy Lam Chi còn cấm con không được đụng vô bất cứ thứ gì. Con xin lỗi chú. Vậy là từ bây giờ hai chị em con phải cố gắng ra khỏi nhà chú đúng không? Không đâu, con đừng có lo. Hai chị em của con vẫn sẽ được ở đây. Ai cũng có lúc gây ra lầm lỗi, nhưng mà tuyệt đối sau này không được tái phạm nữa, nhớ chưa? Dạ. Với lại sau này con cần gì cứ nói với chú, chứ không được làm như vậy nữa. Con đừng nghĩ là con không có gì hết. Thật ra cái mà con có Lam Chi không thể nào có được. Dạ. Là sao chú? Cái mà con có nhiều hơn Lam Chi rất là nhiều. Chuyện này coi như là bí mật của chú cháu mình, con không được nói cho ai biết, kể cả chị của con nữa, được không? Dạ. Vậy thì méo tay đi. Mình và chú đã có một bí mật, một bí mật mà không ai biết được. Mà chú nói mình có nhiều thứ hơn cả Lam Chi là sao ta? Tới giờ mình vẫn chưa biết được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ mình cảm thấy được nhẹ nhõm và rất vui. Mời các bạn lắng nghe riêng số 125. Đấy rồi. Em chào chị. Ôi, mọi người. Hello mọi người. Anh chị đang chơi gì vui vậy? Anh chị đang tham gia cuộc thi trên đài phát thanh để được những quả. Nhưng mà bị loại rồi. Ủa, gửi bài cho đài phát thanh là có quà hả anh chị? Quà gì vậy? Người ta tặng nhiều quà lắm nha. Người ta tặng vé đi du lịch Phú Quốc nè, tranh điêu khắc nè, còn có tivi, tủ lạnh. Ngoài ra còn có đồ ăn, mỹ phẩm mắc tiền nữa. Hả? Có nguyên một bộ mỹ phẩm mắc tiền luôn hả chị? Ừ. Ừ, vậy thì em cũng có thể gửi bài luôn đúng không? À, hay là bây giờ lên phòng chú chị cho sáng tác. Dạ. Chị cũng tò mò muốn biết em viết gì cho chị đi với nha. Dạ biết. Đi thay. Chú. Đi thay. Sao giống gia đình trẻ quá vậy? Trước khi đến phần quảng cáo, tôi xin giới thiệu bài viết của một cô bé nông thôn mà lần trước đã nhắc tới. Cô bé nông thôn. Xin chào tất cả mọi người. Em đó hả? Con tên là Lê Tâm Anh. Con đến từ một vùng nông thôn xa xôi, một nơi không biết nước ngọt là gì. Vào một ngày nọ, có mấy chú xấu xa đã đánh bắt ba của con đi. Cho nên con và chị phải chia tay ba rồi đến thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai chị em của con được sống ở nhà của một người ông giàu có. Cái gì trời? Sao nghe chuyện nhóc nhỏ mài quá vậy?
Đột nhiên đến một ngày bà con thực sự xuất hiện, nhưng trong lúc chơi trốn tìm bà con lại biến mất thêm một lần nữa. Chị con đã an ủi rằng sang năm bà kiếm được nhiều tiền rồi sẽ quay về đón chúng con. Ba ơi, nếu ba nghe được chương trình này thì con cũng muốn nói với ba một điều. Con yêu ba nhiều lắm. Ồ, đây đúng là một bài viết cảm động. Tâm Anh ơi, có lẽ ba con cũng đã hiểu được tấm lòng của con. Cô bé này thổ lộ là muốn có một hộp kem dưỡng da, nên chúng tôi không thể nào từ chối được. Hy vọng chị của con sẽ bất ngờ với món quà mà Tâm Anh dành tặng. Ừ, vậy là chúng ta sắp có quà rồi. Làm gì xiên quá vậy? Chưa có bài viết mới đâu. Ý, có nè, có nè. Có này hay lắm nè chị. Cái gì vậy? Nè chị nhìn đi. Cô bé nông thôn á hả? Ờ, 20 trang web đang download nội dung của cô bé đó. Và chỉ ra có bài viết đó thôi à. Ờ ha. Đây đúng là một kỷ lục mới luôn á. Trước khi chúng ta thưởng thức bài hát cuối cùng, cho hỏi cô bé nông thôn Lê Tâm Anh có đang nghe đài không ạ? À, dạ có ạ. Nếu có theo dõi chương trình, mong còn gửi thêm một bài viết nữa. Bởi vì cô đang nhận được rất nhiều câu hỏi và lời yêu cầu. Họ muốn tìm hiểu cuộc sống của hai chị em ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. Ờ, dạ, dạ được. Nè, nhỏ mày kia, ai cho phép mày nghe radio của tao? Ờ, cô nói là mình có thể nghe radio lúc nào cũng được. Dám bị chuyện hả? Đưa đây cho tao. Ông đưa này. Không, trả đây. Không, trời không, ơi, sao chó với mèo cãi nhau hoài vậy mấy đứa? Thôi đi. Ông ngoại ơi, nó dám mặt đọc ra kìa. Ông ngoại giết con rồi. Ừ, vậy đi, vậy cho nó bớt hỗn láo lại. À, ông ơi, con cũng cảm ơn ông nhiều. Nhờ ông mà Lam Chi nó không dần radio với con nữa. Ừ, không có gì đâu con. Không có đâu mày. Thôi, thôi đừng buồn nữa. Lấy điện thoại của chị con nghe đỡ đi nha. Hả, dạ. Ai đó, vô đi. Anh Nguyên ơi. Ơi. Anh cho em mượn cái máy tính của anh một chút được không? À, được. Sao? Em gửi bài tiếp cho đài hả? Ừ. Uh-huh. Em nổi tiếng lắm rồi đó. Dùng đi. Dạ. Chúng tôi xin giới thiệu một bài viết nữa của cô bé nông thôn Tâm Anh. Nhà mà chúng tôi tá túc ở Sài Gòn là nhà của ông Đỗ Tú Tài. Ông là giám đốc của một công ty cung cấp lương thực rất lớn. Mỗi lần ông thả bom là vang khắp cả nhà. Có lẽ trên đời này không có người nào có khả năng thả bom giỏi như ông hết. Tùy theo tâm trạng mà tiếng thả bom của ông khác nhau. Những lúc mà ông nổi giận thì bùm. Những lúc vui thì bùm. Cái gì vậy trời? Đang ngăn một cái chuyện thả bom. Mất vệ sinh quá. Nét mặt của ông thể hiện theo tiếng thả bom rất đa dạng. Thỉnh thoảng nó làm cho con giật mình và ngập thở vì cái mùi của nó. Nhưng con không hề ghét tiếng thả bom của ông chút nào hết. Vì ông là ân nhân của con. Không thì hai chị em con cũng không biết phải đi đâu, về đâu ở Sài Gòn này. Nè, tôi bảo hình như là đang nói về giám đốc đó. Tôi đã nói ngay từ đầu là ông Đỗ Tú Tài mà. Nói đúng lắm luôn á. Bởi vậy á, ông đi đâu cũng thả bom hết trơn đó. Làm như có ai nói xấu mình thì phải. Ngứa tai quá. Trời ơi, bạn mình ơi. Gì vậy? Lại đây. Lại đây nè bạn mình. Gì vậy? Trời ơi, bạn biết tin gì chưa? Tin gì? Bạn nhìn đi. Đó. Số lượng từ khóa cứu thả bom của ông bạn đó. Nó tăng một cách sắp mặt luôn. Nè. Bạn nhìn đi. Khắp các fanpage Facebook, YouTube này nọ. Quá trời mấy mà clip mà siêu bom tấn của ông bạn luôn đó. Siêu bom tấn? Phải, ông bạn vừa tạo một siêu bom tấn. Đã nói là không có thả bom mà. Không phải là không phải. Gì vậy ta?
Giám đốc ơi, giám đốc, ở ngoài á người ta gọi trùng dập rồi, gặp ông thả. Cái gì? Rồi gặp giám đốc ạ. Nói tôi không coi đây. Dạ. Đi đi. Alo. Chứ hỏi đây có phải là giám đốc Đỗ Tú Tài không ạ? À? Ờ, tôi Đỗ Tú Tài đây. Ông chính là người thả bom nổi tiếng có phải không? Thôi nào, tôi không có thả bom. Thực phẩm công ty ông toàn là mùi bom không à? Bậy bạ không à? À, ông mới thả bom nữa kìa. Tôi mới vừa nghe. Bậy bạ, tách. Ủa vậy là sao? Thực phẩm có mùi, thả bom. Vụ gì đấy? Hả? Ai làm chuyện này vậy? Ủa, chị hả? Chị ơi, em có cái này cho chị nè. Cái gì vậy? Mua đi. Để lên. Để lên xe. Ừ, này là gì đây? Mở ra đi là biết. Ủa? Cái này là cái gì? Cái này là Đại Thái Khanh gửi cho em đó, kem dưỡng da nha. Họ nói bài viết của em nổi tiếng rồi đó. Thiệt hả? Ừ. Wow. Ê, hay là bán cái này đi. Cái này bán được nhiều tiền lắm á. Không, em cố gửi bài cho Đại Thái Khanh để lấy cái này về cho chị mà. Không bán đâu. Chị xài đi. Vậy chị xài thử nha. Ừ. Thấy sao? Đẹp lắm á chị. Chị là đẹp số 1 luôn. Mỹ nhân thanh khiết le tâm ý. Đồ cười nè, đi. Chị không thích chọc vậy đâu nha. Chết nè. Dám chọc nè. Dạ, con chào ông. Con chào ông. Dạ chú. Ông ơi, con cơm, giờ để con dọn cơm cho ông nha. Thôi khỏi cần đi. Không biết cái đứa nào mà nó bêu rếu. Con nói ba đánh rắm. Bây giờ cách tốt nhất á là mình phải tìm cách nào để khôi phục lại thương hiệu. Chứ nếu để thông tin mà thực phẩm của mình có mùi đánh gắm lộ ở ngoài là chết luôn á ba. Triệu tập ngay cuộc họp ngày mai, nghe chưa? Dạ. Tin đồn chú thả bom á như là một cú đánh rất mạnh vào công ty lương thực của chúng ta. Có đối sách gì không? Trước khi có tin đồn chú thả bom á thì hình ảnh của công ty chúng ta cũng không được tốt đẹp cho mấy. Cho nên khi mà tin đồn này xì ra thì mọi người tin liền. Rụng lại bó tay. Phải có một cái kế sách gì chứ để thoát qua cái cân nặng này chứ. Bà, hay là mình đăng quảng cáo trên TV nha bà. Mày rảnh quá mày đăng quảng cáo hả? Hết chuyện làm rồi hả? Bây giờ nó đăng khúc mắc vấn đề tài chính nữa. Bây giờ trường cái mặt ra cho người ta chửi hả? Trời ơi, không rồi có đồng suy nghĩ tùm lum tà la hết. Ngồi họp cả tiếng đồng hồ không dám nói câu nào, mới nói được con câu chửi người ta nữa. Ra ngoài. Đang họp mà ba. Tao nói mày ra ngoài. Được được chú, con thấy anh Ngọc nói cũng có lý á chú. Bây giờ người ta đồn thổi về công ty của mình quá trời nhiều, mình hãy lấy cái đó làm ưu điểm, lấy bàn đạp để mà phát huy, để cho mọi người biết về công ty của mình nhiều hơn. Nói cũng có lý chú. Con nghĩ như vậy nè. À, cái tin đồn mà chú thả bom á thì nó giống như là một cái gì đó xấu xấu đúng không? Bây giờ mình hãy khoác lên mình nó một cái áo thật là tinh khiết. Khi đó mình sẽ xoa dịu lòng tin của mọi người và mọi người sẽ tin liền. Đó, chi phí quảng cáo rất là ít. Dạ, thưa ba, con ra ngoài nha ba. Ai cho ra, ngồi đi. Cũng có lý. Dạ. Không không, bây giờ vậy cậu phải lên một cái kế hoạch thật chi tiết cụ thể về cái vụ quảng cáo cho tôi. Dạ. Vậy đi. Là người ta cho giữ vô cũng lấy ý tưởng của người ta. Ra ngoài. Bà mới cho phép còn ở đây mà. Mày hỏi cắt cớ á, tao nói mày ra ngoài. Dạ. Dạ vậy còn con sao chú? Ngồi đó. Không biết sống sao vừa lòng luôn. Trời ơi trời, nó bắt chước tới con nữa kìa. Ba, sao tự nhiên lại phải quảng cáo vậy? Thì có người nó đồn là thực phẩm của công ty mình á có mùi thả bom, cho nên ba mới làm vậy. Trời ơi, con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi, ba cứ thả bom bừa bãi hoài mà ba không nghe. Vậy thì sao? Ba mà biết kẻ nào nó làm á, chết tay ba. Bắt đầu kìa ba, bắt đầu rồi kìa.
công ty tài hoa của chúng tôi luôn hết lòng chuẩn bị những món ăn được tự hào là có độ tươi sống thuộc loại bậc nhất quý vị. Tại sao nó bậc nhất? Là tại vì nó rất là tươi. Cái thứ hai là gì? Bao giờ nó cũng có những nguồn gốc thiên nhiên. Khói đã bốc lên rồi, đã chín rồi đó. Đã bao giờ quý vị nấu cơm bằng nước tinh khiết chưa? Chắc chứ gì? Thì đây, chúng tôi luôn thành tâm tạo ra những món ăn như là chính cho gia đình của mình vậy. Ông ơi ông. Gì? Trong cơm của ông hình như có mùi của đường sâu đó ông. Vậy hả? Ờ ngoan. Đúng là có mùi vị của rừng sâu, hết sức là thiên nhiên quý vị à. Công ty tài hoa của chúng tôi luôn tự tin khuyên mọi người hãy dùng sản phẩm của tài hoa. Ôi là trời. Bước đầu vậy là tạm ổn. Công nhận ba lên hình cũng ăn ảnh ghê ha. Ba, tiếp theo phần 2 á, ba cứ giao cho con làm người mẫu ảnh đi. Để con nói với trưởng phòng Khiêm, con mà lên ảnh là bảo đảm xuất sắc liền, con đẹp trai hơn ba. Khi nào mà được lên giám đốc hãy tính. Trời ơi bạn mình ơi. Gì nữa? Trời ơi chuyện này là vụ nổ lớn thiệt rồi. Trời ơi, khủng khiếp thiệt chứ. Bơm tấn nữa hả? Bạn lên mạng coi đi. Công ty tài hoa chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm mới là những sản phẩm mang mùi thả bơm đặc biệt. Bơm. Quý vị hãy xem. Quý vị đã bao giờ nấu cơm bằng cách dùng hơi thả bơm chưa? Tôi đã phải dẫn ra hết hơi để mà làm món này. Làm như đang nấu cơm cho gia đình mình vậy đó. Ông ơi ông, trong cơm của ông có mùi thả bơm đó. Vậy hả? Vậy là quý vị được thưởng thức mùi thả bơm tự nhiên rồi. Chúng tôi luôn tự tin với mùi thả bơm của mình. Sản phẩm của tài quá. Công ty của ông mình tiêu rồi. Công ty mà chơi bơm không, không tiêu sao được. Mà ăn cái đó bây giờ. Chị ơi, cái đó hay quá. Chị cho em coi nha. Xuống. Dũng. Yeah. Tâm Anh. Thôi trễ rồi, giờ mình về nha. Chị cho em chơi thử lần đi chị. Thôi đi, chơi cái này tốn tiền lắm. Đi mà chị, một lần. Vậy thì một lần thôi nha. Dạ. Hai thẻ. Cởi. Chết. Đúng rồi. Con dịch đó. Con bạn. Đúng rồi. Trời ơi. Xin lần. Trời. Xin lên. Đây quẹt. Bạn canh gấp chúng cái đầu nó đó. Đúng chính cái đầu đúng rồi, đó. Cô lên. Trời ơi. Xem đi cái đầu rồi. Một xu cuối rồi. Xin lên. Vậy thôi mình về nha. Khoan đã chị ơi, con gấu đó dễ thương quá à. Chị cho em chơi thêm lần nữa ấy, chị. Thôi, mấy cái này chơi nhiều tốn tiền lắm, với lại may mắn mới gấp được mà. Thôi về đi em. Không, nhưng em muốn gấp con đó một lần thôi chị. Chị đã nói là không được mà. Đi về. Lần nữa thôi. Chị ơi, hay là chị về trước đi, để em đứng đây em coi ha. Tâm Anh, ngày mai em có tiết mỹ thuật hả? Hả? Vậy là phải mua đất sét rồi. Mua đất sét chắc 50.000 là đủ rồi đúng không? Dạ, để em đi mua đi.
mà chưa ăn xong mà. Làm gì gấp dữ vậy ta? Lên kìa. Mua đá xí lại nhỏ hơn một chút cũng được mà. Chỉ cần chơi một lần nữa thôi, chắc chắn mình sẽ gấp được con gấu bông đó. Bé gấu ơi, chờ chị nha. Trời ơi. Ủa? Bạn tới nữa hả? Đừng có nói là mày không có tiền nên giờ tự chế ra đất sét nha. Đánh đầm mày chưa? Chết mày chưa con? Cho mày chết luôn. Nè, sao em chọc Tâm Anh hoài vậy? Em đâu có chọc đâu. Nó không có tiền mua đất sét nên giờ phải giờ dỗ nắng nắng gì thấy gớm. Không có tiền thì thôi, đi học làm gì? Bè. Nó nói vậy là sao? Em giấu gì sau lưng đó? Đất sét đâu rồi? Hồi nãy chị cho tiền em mua rồi mà. Trên đường đi mua về em nằm rớt đất sét trên đường. Tìm hoài không thấy nên giờ ngồi nắng nắng cho ra. Có thiệt không? Em nói thiệt mà. Em nói dối chị chi? Mặt em hiện lên hai chữ nói xạo kìa. Trả lời chị thiệt đi. Tiền chị cho mua đất sét đâu rồi? Chuyện đó... Cái gì? 50 ngàn với mình có phải ít đâu. Sao em lại làm vậy? Em xin lỗi. Nhưng mà chị ơi, chị cho em chơi thêm một lần nữa thôi. Em sẽ gấp được mà, em đã học một cách chơi rồi đó. Em vẫn chưa biết sai nữa hả Tâm Anh? Chị cho em thêm 10 ngàn nữa thôi mà. Cho thêm 10 ngàn nữa thôi, em sẽ gấp được mà. Em tỉnh lại đi Tâm Anh. Em mà cứ như vậy hoài á là mình trắng tay thiệt đó. Chị không ngờ em đã làm vậy luôn á. Đừng có gọi chị là chị nữa. Thôi mà chị, đừng vậy nữa mà. Em biết lỗi rồi. Em hứa em không chơi nữa đâu. Em hứa. Thiệt không? Thiệt mà, em nói xạo chị chi. Móc méo đi chị mới tin. Hứa đó nha. Xin hứa. Thank you.
Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Ôi mẹ ơi, em bị gì vậy? Em dậy lâu chưa? Mắt em sao thâm quầng hết vậy? Bộ tối qua không ngủ được hả? Em sao vậy? Không có gì đâu. Em có bị gì không đó? Tâm Anh, em lạ lắm nha. Chị đừng có nhìn em nữa rồi. Con sao vậy? Nè, bé hôm nay kỳ trời. Bà ơi, bà ơi. Gì? Thưa bà, con mới làm về. Tao đang ngủ mà mày đánh thức tao. Xanh xong cái vừa lòng của trời. Thôi, còn có tí xíu nữa là được rồi mà. Thôi, hết tiền rồi thì đi ra chỗ khác để cho mình chơi nè chứ. Ủa, tới phiên bại rồi hả? Vậy đưa mình chơi cho, mình có kinh nghiệm lắm đó. Hết tiền rồi mà bày đặt bông chen, mình còn có kinh nghiệm nhiều hơn bạn nữa. Xích ra. Làm gì mà xua đuổi người ta dữ vậy? Chỉ cần có tiền là được chứ gì? Được thôi, đợi đó mình sẽ quay lại cho coi. Hồi nãy em đi đâu vậy? À, chị ơi, chị cho em 10 ngàn đi. À không, 20 luôn đi chị. Em mua dụng cụ học tập á. Mua dụng cụ học tập hả? Có chắc là em mua dụng cụ học tập không đó? Chắc mà chị cho em đi. Thôi, đi mua chung với chị. Chị không có tin em được đâu. Không, em là... đi một mình. Thôi, chị đưa cho em lẹ lên đi. Thôi, chị không có tin em được đâu. Chị nói nhiều quá à. Chị đưa cho em lẹ lên đi. Ôi, em bị cái gì vậy? Chị làm gì vậy? Ngồi xuống đó. Làm hết bài tập cho chị. Trong vòng một tiếng mà không làm xong á thì đừng có đòi ăn cơm. Học 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 hoài. Em mà cứ như vậy hoài á thì chị biết nói làm sao với ba hả? Em mà cứ
con cấp tiền nữa thì chị em mình về đuổi ở đây, đừng có ở đây nữa, còn không á thì chết ở đây cũng được. Chị đừng khóc nữa, em biết lỗi rồi, em sẽ không ăn cắp tiền nữa đâu. Chị em mình vất vả lắm rồi, em đừng có như vậy nữa. Em hứa em sẽ không vậy nữa đâu mà. Rồi em lại chơi nữa đúng không? Không, em không chơi nữa đâu. Nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi khi chơi một cái gì đó là em lại muốn chơi tiếp. Và em biết là ăn cắp tiền rất là xấu, nhưng em vẫn muốn lấy. Tất cả là tại cái tay này nè. Cái tay này nè. Không có đánh nữa. Đau đó.